không lúc cuộc chăm sóc mà chạy con này thà, xem rap cả chơi rước nó có ba cọc khăn, bởi lý nơi không khai bỏ dương nơi bị khám mốc, là bà chạy bón trong chân năm đến bài khu hỏi. Chân năm cao ấy nâng ai từ trạng khai chơi rước tự ổ. Bỏ lấy chân năm đấy đó ra dương của bông riêng trăm cả bông rừng, nơi cả chơi rước nâng hay ta ra dập bón môi chùm nuốn, nông cả chơi rước ní. Tại cả bê vị liên tích ở lấy dương của bông riêng trăm bàn trong chất chiêng mà rồi bia rồi hỏi. Và tại vì khu bê nông cả chơi rước. Chân năm cao ấy nông cả chơi rước, nơi cọc khăn tự ổ ní. Tiếng cọc khăn xì vơ, tiếng cọc khăn con cầm láng. Nâng miên ca chặt chảy, hỏi chìm dây phút đo là tao ấy khai luôn anh to trên nhạc rơ. Bà dương miên ca nạ cầm ca mùi trầm trớ. Đâm bây riêng chòm chưa rơ, tự lư ca cọc khăn thầm mấy đi. Chân, bọc bọc tờ mà mát chất sập. Bà, nè rí mà mát học bàm. Bì môn, nè rí mà mát học sập, bò rõ mà mát học bàm. Đấy là ông Pram xong tìm mạch mà nè. Và bố rõ chất nè rí học Pram. Anh ấy có việc chiếc tông đa mỗi đài hay có xong phải tốt nè đài miền cầm bùa. Mình cổ. Còn tại bây giờ mơ tự tục hiệp rùm này ca chơi rơ. Mình trầy có đôi chơi con ngầm lăng chơi bị xếp. Nơi tam cọc khăn bật chơi khăn bỏ dưỡng có kìa miền ca thôi cầm này tầm rộng bạp nè đài. Hay dưỡng có mình tự copy bị kê đài. Đôi bật tên mùa dùm nôn lăng đó một mạch bạch sập nó. Và một mét 80 chân Campuchia bao nhiêu bận đã một mét 80 bảy mươi là chỗ cọc khăn đấy bận lý nhỉ tách nhá một mét 80 và tay chồng chóng dương miền phía bọt bèn không cố đau đầm bầy thứ mấy bắt đầu là cả từ đó là pon sơ sàn nó sẽ để quật chạm vào lòng bên lòng chọc bắt đốt trong cả chỗ bông ra cọc khăn tiếng silver nâng con cầm lăng phong đàiBoostrong ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកម្ពុជាឆ្ងាញ់សុប្រៀតថែអូវើបូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមាសគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា